Xin chào các bạn đến với channel của Nguyễn. Hôm nay là ngày thứ hai, là ngày mùng 2 của tháng 11 năm 2019. Và tôi xin giới thiệu qua là đây là cái ngày mà tôi kích mắt là 31 tháng 10 ha. 31 tháng 10. Và thanh long ruột đỏ trên cái cành tơ, trên cái cành non thì nó sẽ ra liền. Rất là lạ. Mới có 2 ngày thôi là nó bung mắt rồi. Quá trời. Là bữa tôi kích là một mắt nè. Camera nó hơi bị mờ. Một mắt nè. Hai mắt nè. Ba mắt nè. Nó là lú ra rồi. Bốn mắt. Bốn mắt. Và mắt thứ năm. Mắt thứ năm. Thứ năm thứ sáu. Mắt hư. Nó không ra ha. Bữa tôi có ghi chữ H nè. Hư nè. Và tiếp đến là cái cành này. Cành này cũng cành non. Cành tơ nó khoảng mấy tháng tuổi thôi. Kích nó lú luôn. Mọi người thấy rõ không? Cái điện thoại thì nó hơi mờ quá. Kệ nó, thông cảm nha. Nó lú luôn rồi đây. Nó lú luôn. Và nó lú luôn. Ruột trắng thì nó chưa ra. Tôi sẽ tiến hành đi qua quay cái góc ruột trắng nó chưa ra. Đây là cành già của thanh long ruột đỏ nha. Nó không ra nha. Nó chưa ra chứ không phải là không ra đâu. 15cc này thì với chấm cái hình thức này thì có thể đạt được 2.000 bông. 1.500 đến 2.000 bông. Bởi do cái tỷ lệ mọi người chấm ha. Nó ra rất là dữ nè. Mọi người coi lại video trước rồi mọi người so sánh nha. Vì cái điểm tôi ghi á, nó phù hợp với lại trên cái video trước. Là đây là tôi ghi 31. Và ngay đây là cái mắt chấm thứ 1. Mắt chấm thứ 2. Mắt chấm thứ 3. Mắt chấm thứ 4. Và mắt chấm thứ 5. Và mắt chấm thứ 4. Và mắt chấm thứ 6 là tôi ghi hư đây. Chữ H đây. Và bên phần này nó hư hết rồi. Cái này thì có thể nó ra. Chứ mà cái này thì tôi nghĩ nó hư. Cái này nó hư rồi. Nó bị khô rồi. Và mọi người cứ lấy coi video cũ so sánh chứ không phải là tôi nói xạo đâu. Đây là nó lú rồi chứ mà nó lú rồi chứ mà mọi người camera nó mờ quá không có thấy được. Mức 3 nè. Mức 1 là nó không ra nha, nó chưa ra nha. Tầm hoạt động của nó trong cái khuyến cáo kỹ thuật nó ghi là từ 3 đến 7 ngày. Không cần chờ đợi lâu, nó nói là không cần chờ đợi lâu. Đây, một mắt nó ra, đây là mắt số 2. Mắt số 3 nó bắt đầu lú ra rồi. Cái việc chờ đợi bây giờ chỉ có chờ cho nó hoàn thiện được cái ra cái bông mà nó giữ được thành trái. Rồi cái sản phẩm này á, thì nghe nói là nó ăn nó ngon hơn cái trái bình thường. Nhưng mà tôi cũng chưa có biết được, mình chưa trải nghiệm mà. Bây giờ là cái lần đầu tiên để tôi kích cái mắt hoa này và nó đã cho ra rồi, nhưng mà cái để cái giữ được cái bông hay không cho đến ngày mà trái to hay không thì cái chuyện đó thì nó còn phải chờ vào thời gian. Thì theo như khuyến cáo thì công ty nó đưa ra là cái sản phẩm này đã dùng ở những cái nước ngoài như là Mã Lai, Thái Lan đều thành công, cho trái rất là hiệu quả. Nhưng mà vì cái độ an toàn nên là chúng ta cần phải test kỹ. Chỉ sản phẩm đưa ra thị trường nó có giá hơi thành, nó không phải là giá rẻ, nó rất là mắc. Nói chung là túi tiền của mọi người nó cũng là để xin ra được một tấn hàng thì bỏ ra hơn cả 1 triệu bạc đó, lấy ra được một tấn hàng. Thì mọi người nếu mà dùng sản phẩm của mình thì mình sẽ tư vấn cái cách mà để nó đạt được trọng lượng nặng nhất có thể để tăng cái doanh thu, tăng cái kinh tế cho mọi người. Đó là cái chuyện đương nhiên. Và kế đến thì tôi nhập những cái thuốc này, rồi có những cái loại thuốc khác
về mở mắt gai của Thái và hoặc là của Indonesia, xin lỗi, của Malaysia đều có ha, mở mắt gai của nước ngoài. Và những cái bộ kích thích rễ root, nó là cái hiệu là root, nó rất là dữ dằn cho thanh long, cho lan, cho những cái cây thân cứng mai đồ, nói chung là có hết. Để tôi tính làm một cái trang để tôi đăng những sản phẩm này, nếu anh em nào có nhu cầu thì sẽ có thuốc cho anh em dùng, sử dụng cho cây thanh long, là chuyên về cây thanh long rất là nhiều, rồi là xử lý nấm bệnh. Thì mọi người biết rồi, cái hàm lượng thuốc cho bảo vệ thực vật ở mình á, có nhiều công ty rất là ma lanh, lấy những cái nguyên liệu từ nước ngoài về rồi bắt đầu là pha trộn thêm cho nó loãng lại, bắt đầu đóng cái nhãn mác của mình, bắt đầu bán. Cái đó là cái trường hợp ở Việt Nam rất là nhiều. Thành ra mọi người dùng những cái thuốc có tên, ghi tên lạ lạ rồi. Không phải là mình nói chung, mình không có nói về một sản phẩm nào hết, nhưng mà có đôi lúc là có những cái sản phẩm đó kém chất lượng như thế. Còn đối với đây á, thì tôi sẽ cố gắng, nếu thông qua hải quan được á, thì cái sản phẩm nó cho nhập á, thì tôi sẽ nguyên bản, lấy theo nguyên bản để tôi có thể cung cấp cho anh chị em với giá thành hợp lý. Đây là cái thân già của thanh long ruột trắng, nó khó ra hơn nha. Thì nó già rồi, nó khó ra, nó ruột đỏ nó cũng đã khó ra rồi. Nếu mà camera ra rõ thì mọi người cũng có thể nhìn thấy được, nó lú lên rồi, nó hơi lú xe lên rồi. Để sự tôi nghĩ những cái vấn đề này nó sẽ thành công, vì nước vùng nhiệt đới Malai hoặc là Thái Lan hoặc là Indonesia đều là vùng nhiệt đới, thì nó có thể dùng thuốc này, thì chúng ta cũng có thể dùng thuốc này, không bàn cãi được. Vì đó là trừ bây giờ nó chỉ có là chúng ta test thử là cái sản phẩm nó ra trái như thế nào thôi. Và ở cái nhiệt độ, tôi cũng hỏi cái nhà máy sản xuất, tôi có chat với bộ phận kỹ thuật, nói chung tiếng Anh mình thì nói không có rõ, nói nó có tiếng được tiếng mất, thành ra mình phải chat với nó, nhiều từ mình đọc không có được, mình học qua mạng mà, thành ra mình phải chat với nó và mình nói, mình hỏi cái tầm hoạt động, cái nhiệt độ cần thiết, cái nhiệt độ mình cung cấp cái thuốc này cho anh em miền Bắc, thì nó nói là ở nhiệt độ bình thường thôi, khoảng tầm 20 độ độ lại thôi. Nếu mà nó lạnh quá thì chúng ta cần phải giữ ấm, và cái độ giữ ấm á, thì mọi người cần phải thử, vì tôi không có cái vườn nào để nhiệt độ mà để tôi thử. Bây giờ mình đi ra Bắc thì chi phí nó cao quá, với lại tiền bạc mình nó cũng dư giả, như là những người làm ăn kinh doanh lớn, mình là nhỏ lẻ, vừa làm rồi phải, nói chung là kinh tế thấp, không thể nào thử được. Thì bây giờ thì nếu mà anh em nào cần thử thì cứ liên hệ, mà giới hạn mỗi người chỉ được, bây giờ hiện tại thì mỗi người tôi có thể bán cho mọi người một người là trung bình khoảng 1C hoặc 2CC thôi. Thì mọi người nếu mà mua để thử nghiệm thì xin liên hệ nha. Cái giá thì nó tương đối là cũng ổn đó, để mọi người thử. Chúng ta cần phải thử, vì cứ những cái vườn lạnh á, mình phải thử để biết được cái kết quả nó như thế nào. Thì theo cái nguyên bản đó, theo như cái kỹ thuật nó ghi á, là thứ nhất là ánh nắng nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề mà phát triển của cây ha. Ánh nắng mà chói chang quá thì cũng không được. Theo như cái thuốc thì nó cần một cái độ phun sương để cho dịu vườn, như là mọi người muốn chấm bữa nay thì mọi người tưới hôm qua, là mọi người phải tưới cho nó có cái độ ướt, nó dịu ha, dịu cái vườn, xong rồi chúng ta mới bóc mắt chúng ta chấm. Rồi đến tiếp đến là mọi người phải dùng, nếu mà lạnh quá mọi người phải dùng vải hoặc là báo, mọi người bọc lại, bọc những cái điểm chấm. Thì anh em cũng hỏi là một cái cành chúng ta cần chấm mấy mắt, nếu cái
cái sản lượng sản phẩm này nó rất là hiệu quả, nó ra đến 85 đến 90%, chứ không phải là chúng ta như đánh điện nha. Nó, chúng ta biết đánh điện á, là chúng ta biết không biết nó ra hay không, nó có thể là nó không ra, nhưng mà đối với cái này thì chúng ta chấm ở những cái nhiệt độ bình thường thì nó sẽ ra, nó ra rất là hoàn hảo nha. Thì tôi mọi người cũng thấy đó, chấm bình ruột đỏ mà mới có 2 ngày nó đã bung cỡ đó rồi, thì với 7 ngày nữa thì nó quá to rồi. Với sản phẩm này với nhiệt độ khắc nhiệt đều được ha, giữ ẩm nha. Cái độ cần thiết là cái độ ẩm cho vườn thanh long. Tốt nhất là mọi người nên tưới cái giai đoạn đó mọi người tưới thì mọi người chấm xong khoảng 12 giờ hoặc là 24 giờ là mọi người tưới được rồi. Nhiệt độ rất là độ ẩm rất là cần thiết, độ ẩm phải trên 60 cái thanh long nó mới hoạt động mình thì bình thường được, cái mắt nó không có bị rơi ra khỏi cái cành đó. Thì nó nói những cái điều quan trọng đó, chúng ta cần phải cung cấp cái hàm lượng kali, nó có một cái hàm lượng kali lớn một chút, lăng và kali để nó đậu trái nó không bị rụng. Và giai đoạn qua mà nó cỡ nó to bằng hột bắp rồi, mọi người cần phải cung cấp cái thuốc dưỡng vào, chúng ta xịt vào để nó giữ cái búp nó tốt hơn. Đó là những cái vùng lạnh, còn những cái vùng mà bình thường như là miền Nam á, nó giờ nó khoảng 3 mấy độ thì rất ok rồi. Còn nó tầm mười mấy độ thì tôi không có nghĩ đến, còn 20 độ. 20 độ đổ lên á, thì có thể sử dụng được cái sản phẩm này. Cái đó là cái khuyến cáo của công ty. Đó là thật sự là như nước ngoài, chứ không phải như Việt Nam mình mà khuyến cáo tùm bậy tùm bạ. Nó kiện chết. Nó là tư bản nè. Mọi người hỏi trên cái thanh long một cái cành chúng ta có thể chấm được bao nhiêu mắt, thì tôi nghĩ cái sản phẩm này nó khá mắc tiền, thành công nó cao thì chúng ta không cần phải chấm nhiều, chỉ một mắt thôi, nhưng mà chúng ta lựa một cái mắt nào cho đẹp trong cái vườn thanh long chúng ta tách ra chúng ta làm để thật sự là hiệu quả ha, tách một cái mắt rất là hiệu quả rồi. Mà người sau này thì nếu anh em mua cái sản phẩm thì tôi sẽ tư vấn cái cách nào để mọi người xịt cái thuốc gì để cho nó nu cái mắt lên, để chúng ta biết được đâu là cái mầm hoa để chúng ta kích vào, không cần phải coi cái màu vàng nhạt hay là màu gì mà không cần ha. Rồi anh em mà cần thì cứ liên hệ 0379 212 3055. Hưng Nguyễn xin tạm biệt mọi người.